bé và sẽ cùng các bạn tiếp tục chơi trò chơi dán hình trang phục cho công chúa. Những trò chơi này bé Bí Ba đã giới thiệu với các bạn ở những video clip trước. Nếu bạn nào chưa xem hãy vào kênh bé Bí Ba để xem lại nha. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bé Bí Ba nữa nhé. Bây giờ mình sẽ cùng xem lại những bộ trang phục các cô công chúa mà chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm và dán vào. Đây là những bộ trang phục mà bé Bí Ba đã cùng các bạn dán cho các cô công chúa này. Cô nào cũng xinh đẹp và rất là lộng lẫy hết. Và đây là những bộ trang phục còn lại, một số bộ trang phục còn lại mà chúng ta chưa dán. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm những cô công chúa thích hợp với những bộ trang phục này nha. Đây là bộ gần đây nhất, đây là những cô công chúa gần đây nhất mà Baby Boy đã cùng các bạn vừa dán xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm trang phục cho bốn cô công chúa xinh đẹp này. Đầu tiên sẽ là một cô công chúa có mái tóc đang xõa màu nâu, mái tóc đang xõa rất dài và rất đẹp, có hai cái búi phía sau nữa. Cô công chúa này làm bé Bí Ba nhớ lại thủy thủ mặt trăng. Bây giờ bé Bí Ba sẽ tìm một bộ trang phục cho cô công chúa này, bộ trang phục khá là lớn mới vừa được nha. Mình sẽ tìm một bộ trang phục khá là lớn. Trang phục này không biết có vừa không nữa. Bé Ba xem còn bộ nào lớn hơn không. Bộ này Bé Ba thử bộ màu xanh lá cây này nha. Bé Ba sẽ cùng thử ướm vào cô công chúa xem cô công chúa này mặc có vừa không. Người khích luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Wow, cô công chúa của chúng ta thật là xinh đẹp. Bây giờ sẽ là cô công chúa thứ hai, đang mặc bộ trang phục phía trong màu tím, có mái tóc màu nâu đen và đeo trang sức màu trắng, nên chúng ta sẽ tìm một bộ có thể hợp với bất kỳ bộ trang phục nào mà chúng ta có thể thấy vừa. À, các bạn để ý thấy cái tai của công chúa như thế này, chúng ta sẽ tìm bộ trang phục nào có tai tương tự nha. Cùng Baby Ba tìm thế nào. Hai cái tay đang co lại với nhau. Bộ trang phục tên tên, đây là các bạn có thấy không? Mình sẽ cùng lấy bộ trang phục này. Các bạn nhớ để ý cái tay của công chúa, có nhiều cô công chúa để cái tay vào bộ trang phục thì sẽ có những bộ trang phục thích hợp như thế này. Gắn vô thì mới đẹp được. Đây. Giờ bé Bí Ba sẽ cùng các bạn mặc vào cho cô công chúa đó nha. Các bạn nhớ canh vừa cái tai đẹp cho đẹp nha. Đẹp các bạn nhỉ. Bây giờ sẽ là bộ trang phục thứ ba với cô gái mái tóc màu vàng óng ả, rất là đẹp luôn. Bây giờ thấy giống như là một cái vương miện vậy đó, mái tóc vàng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tìm một bộ trang phục hợp nha, một bộ trang phục cho cô công chúa này. Cô công chúa này xanh này, biết không biết có vừa không nữa, hay là bộ màu hồng này nhỉ. Thử bộ màu hồng này nha. Ừ,
vào mặt xem có vừa không. Bộ này hơi là nhỏ so với cô công chúa này rồi, mình sẽ tìm một bộ lớn hơn. Chúng ta phải tìm một bộ lớn hơn rồi. Ta phải tìm một bộ lớn hơn. Bộ này thì sao? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mái tóc vàng mà đi với đầm tím thì không còn gì nổi bằng. Và cô công chúa thứ tư của chúng ta sẽ là một cô công chúa có mái tóc nâu vàng xõa, rất là óng ánh và rất là đẹp. Mình sẽ tìm một bộ trang phục lớn lớn cho phù hợp với cô công chúa này nha. Các bạn nghĩ bộ này có vừa không? Bé với bà sẽ thử nha. Baby Boy làm rách mắt rồi. Cái này nhớ mở nhẹ nhàng thôi nha. Đây, Baby Boy sẽ cùng các bạn thử xem cô công chúa của chúng ta mặc có vừa không. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, vậy là Baby Boy đã cùng các bạn tìm được 4 bộ trang phục thích hợp cho 4 cô công chúa của ngày hôm nay rồi. Và video clip của chúng ta đến đây là phải tạm biệt các bạn rồi, phải hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và chia sẻ video này nhé. Đăng ký kênh Baby Boy để đón xem nhiều video khác nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.